Hello, Minh Phượng xin chào cả nhà thân yêu. Hôm nay Minh Phượng sẽ thực hiện món trứng gà, trứng vịt chiên với cà chua. Mình sẽ làm cách sáng tạo để cả nhà ăn thật là ngon luôn. Bây giờ cùng đi thực hiện thôi nào. Đầu tiên mình sẽ đi đập trứng. Nhà em 5 người ăn, em sử dụng 3 quả trứng gà. Năm nay ở Sài Gòn không biết sao mà trứng gà rẻ lắm cả nhà ơi. Trứng gà, trứng vịt đó. Ba quả trứng vịt, cả nhà làm chung hai loại trứng. Xí nữa mình ăn nó rất là ngon luôn, trứng mềm. Hai loại hòa quyện vào nhau ngon lắm. Nhà em hay chiên trứng là sử dụng trứng gà, trứng vịt chung vậy á. Ăn rất là ngon luôn, cả nhà thử làm theo ăn nha. Đó, bây giờ em sẽ cho vào đây một ít tiêu, một ít bột nêm, muối iốt ăn cho các bé thông minh, ít bột ngọt, ít đường trắng và hai viên đường ăn kiêng. Đó, nhà em hay sử dụng đường ăn kiêng này. Hôm nay cà chua nó hơi chua cho nên là mình sử dụng hai viên đường ăn kiêng. Đó, bây giờ mình nghiền viên đường ăn kiêng này ra và trộn đều lại với nhau. Sau đó mình sẽ cho vào trứng và đánh tan cái hỗn hợp này lên. Đó. Hôm trước mẹ con làm cho con ăn đó, con thử đó. Cái trứng chiên cà chua này thì con thấy rất là ngon. Luôn Do cà chua để làm chung với trứng ngon. Cà chua muối cao ngon. Đó. Bây giờ mình sẽ đi thực hiện cà chua nha cả nhà. Cà chua thì mình lừa cái trái vừa vừa nè. Mình lừa cái trái vừa này ăn rất là ngon luôn. Mà cả nhà khi ăn cà chua thì cả nhà gọt vỏ nha. Gọt vỏ thì mình ăn nó ngon hơn, mà cho bao tử mình nó tốt, nó dễ tiêu hơn là để cả vỏ này nè. Đó, nhà mình gọt. Chịu khó, mình nấu canh hay mình làm gì đó mình cứ gọt cái vỏ này. Đó, nhà em ăn là mỗi lần như nào mà rảnh á, có nhiều thời gian á thì em gọt, mà không có thời gian nhiều lúc em cũng ăn vỏ luôn, nhưng mà đa số là gọt. Đó. Đây. Nhìn quả cà chua mà con thấy mọng nước. Gọt cà chua để mình ăn nó ngon. Cà chua này là nhiều vitamin A nè. Đó, giúp là sáng mắt nè, ăn vào là thanh mát cơ thể nè, giúp trẻ hóa nè. Bây giờ già bốn mươi mấy tuổi rồi, ăn cà chua cho nó bớt già lại. Trứng thì cung cấp chất đạm cho mình nè. Đó, món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả nhà luôn. Phải mẹ, tí mẹ cho con quả cà chua để mà con ăn sống nha mẹ. Xíu này cho. Và ăn sống ngon thanh mát, chấm muối thì lại chấm chanh muối này ăn sống. Chấm chanh muối đó ăn sống là ngon tuyệt vời. Đúng rồi, cà chua rẻ lắm cả nhà ơi. Em đi chợ em mua ký có 10 ngàn nè. Còn trứng ở Sài Gòn sao giờ rẻ luôn á, có trứng gà có 20 ngàn, còn loại to là 27 ngàn, Trứng vịt. trứng vịt cũng rẻ nữa, hai mươi bảy 28 ngàn chục đổ lại à. Ra Tết này sao cái gì rẻ hết á. Thời buổi kinh tế khó khăn. Đó, bây giờ buôn bán cũng khó khăn. Mình ăn đồ sạch, chất lượng. Mà thường thường buổi chiều mẹ chở con về là mẹ mua cà chua là nó rẻ hơn buổi trưa buổi sáng. Rẻ hơn một tí. Cà chua này là ăn vỏ được nha cô chú. Mẹ con kêu là cà chua gọt vỏ ăn cho tốt cho bao tử. Em út tốt chia sẻ cô chú những cái điều hay trong cuộc sống.
Còn cuộc sống này có nhiều niềm vui, có nhiều nỗi buồn. Chúng ta hãy chọn niềm vui để sống cho tốt. Nỗi buồn chúng ta sẽ cho qua như một cơn gió. Niềm vui thì chúng ta cứ để lại trong con người. Đó, bây giờ cả nhà ơi, em sẽ đi cắt củ hành nha, đầu hành. Để xí nở mình phi lên. Trời ơi, nó thơm. Cả nhà ơi, không biết là có đúng hay không nha. Em nghe người ta nói là trứng là kỳ với tỏi. Đó, nên hôm nay em xào củ hành. Mà thường thường em hay sắm nước mắm ớt tỏi cái trứng luộc em ăn nè. Xưa giờ 40 mấy tuổi rồi có sao đâu. Nghe mọi người nói trứng kỳ tỏi không biết đúng không. Nên em xào đầu hành. Đó, quá là ngon. Đó, xin lỗi mình phi lên. Trời ơi, một mùi hương thơm ngào ngạt. Đây, này mình phi rồi mình để qua một bên. Rồi mình cắt hình lá này, mình cho vào trong trứng này nè. Đó, mình cắt nhuyễn nhuyễn để xíu là cắt bé. Như em út nè, không biết ăn hình ngò sẽ ăn được, còn cắt to thì cắt bé khó ăn. Đó, nên mẹ sẽ cắt nhuyễn nhuyễn để xíu là em út ăn được luôn. Cô chú, à cô chú có ai, có em bé giống mẹ không? À, con là em út là học lớp 3 rồi cô chú ơi. Mẹ con là 44 tuổi rồi. Chị hai con học đại học rồi. Chị Su là học lớp 6. Đó, mẹ con già rồi. Có em út học lớp 3. Hằng ngày em thích nhảy múa hát. Mẹ cũng có niềm vui. Chị Su thì giống mẹ, thích trồng rau, thích nuôi chim, thích chó. Còn chị hai thì đi học rồi còn phải đi làm thêm. Chị hai là thích học, niềm vui của chị là học. Chị phải học là giỏi, chị mới vui. Đó, niềm vui của chị hai là học. Bây giờ chị học đại học năm 2 rồi cô chú ơi. Mà đi làm tội lắm. Có bữa 10 giờ chị mới về tới nhà. Nên khi quay clip cô chú ít thấy chị lắm. Bữa giờ mẹ quay clip là chị có một cái clip là mà xin tố cà chua là có tiếng chị nói trong đó thôi, còn lại là em út cái chị Su. Đó là quay cái chị Bưởi là có tay của chị Bi một lần. Đó, cô chú mới quỳ lên cho nó tan gia vị. Đó, hành lá hòa quyền vào trong đấy. Trời ơi, quá là ngon luôn, hấp dẫn. Đó, đó mình để đó. Bây giờ cà chua cả nhà đi cắt muối cau. Đó, hồi xưa là em hay bằm nhuyễn á, khi mà con em đang còn nhỏ là em sẽ bằm nhuyễn. Bây giờ em sẽ cắt muối cau. Đó, cả nhà thử làm cách này nè. Trời ơi, ăn nó ngon lắm cả nhà ơi. Cái cà chua nó vẫn giữ được cái đồ giòn. Đó, mình cứ cắt muối cau vừa ăn vậy đó. Cái chín chiên cà chua là mẹ con chơi chiên chín cho quá cà chua vô mà con ăn mấy hôm trước mà bây giờ con vẫn nhớ cái vị ngon của nó. Cô chú thấy thấy ba út nhà em không? Lần nói cái gì là cũng tập nói trước á để cho không có vấp. Còn cái nãy giờ câu này có tập không? Không có tập đúng không? Tự nói đúng không? Dạ. Còn câu nào mà con tập là con nói cho cô chú biết nha. Dạ. Cô chú nói là mình là tự nhiên này, hoặc là mình là mẹ chị này. Đó, mình phải thiệt thà, thật thà hết chưa? Trong cuộc sống là phải thật thà. Đó, thì cô chú mới thương, không có nói láo. Đó, nói láo là mẹ không có thích, biết không? Dạ. Mình sống mình phải biết giúp đỡ mọi người. Mình không giúp đỡ mọi người thì mình cũng phải sống tốt. Tại vì mình chưa có điều kiện thì mình chưa có giúp được mọi người, con còn nhỏ. À, nhưng mà đi học với mẹ là hay thấy mấy bà này cô chú, mấy bà lượm ve chai là mẹ hay đem cho bé út này nè 5.000 tới cho bà, tội lắm, để cho bà mua ly nước mía bà út. Khi nào mà mình có tiền rồi mình sẽ đi giúp đỡ những người nghèo hơn mình, đúng không? Bây giờ mình chưa có tiền thì mình giúp đỡ theo kiểu là chưa có tiền đó, mình giúp theo kiểu nhỏ.
Còn khi mình có tiền rồi thì mình sẽ giúp theo kiểu lớn đó, lúc nào luôn luôn là giúp đỡ mọi người để cùng nhau sống tốt hơn trong cuộc sống này đó. Mẹ con là vậy đó, phương châm sống của mẹ con là đã chơi với ai thì không làm hại ai, không giúp đỡ nhau thì thôi, chứ không có được làm hại ai hết á đó. Phải tôn trọng mọi người, dù lớn dù nhỏ gì cũng phải tôn trọng đó. Đây xong rồi cô chú ơi, bây giờ mình sẽ đi thực hiện thôi. Dầu nóng mình sẽ phi thơm hành lá. Đây, cả nhà làm cái món này thì mình sử dụng cái chảo chống dính. Đó, một màu xanh xanh. Đó, bây giờ mình cho cà chua vào. Đó, phi cà chua luôn. Đó, xào qua xào lại. Trời ơi, cái màu đẹp quá. Đó, làm như vậy là ăn là thôi xuất sắc luôn, xuất sắc con đà điểu luôn. Đó, món ăn vừa ngon lại vừa đẹp nữa. Đó, các bé nhìn là các bé thích ăn luôn. Đó, mà các bé nào mà không thích ăn cà chua miếng bự này thì cả nhà băm nhuyễn ra xào cho con ăn. Còn con nhà mình thì bé út lớp 3 rồi, làm kiểu này thì người lớn và trẻ nhỏ ăn rất là thích luôn, nhất là chị hai thích ăn cái món này lắm cô chú. Đó, lúc nào dành mẹ ơi làm món cà chua chiên trứng cho con. Đó, chiều nay chị hai đi làm thêm về là sẽ được ăn cái món này. Xào quá xào lại, cà chua đã sôi lên đều rồi thì bây giờ mình cho trứng vào. Quậy trứng lên cho nó đều. Đó, cả nhà nhớ là quậy cho nó tan, hỗn hợp lại nha, mấy gia vị của mình đó. Đó, cho nó tan, chứ nếu mà nó không tan là xíu nữa chỗ mặn chỗ nhạt đó. Đó, cho vào. Đó, 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 đó. Đều vào. Đều vào. Đó, ngon lắm cả nhà ơi. Ăn chỉ có nghiền thôi, ăn là không có ngán, là chỉ có mê ly luôn, mê say luôn. Đó, xin nó khô khô đó. Bây giờ mình sẽ riu riu lửa lại, đó để cho nó chín đều nha cô chú. Đó, riu riu cái lửa lại. Đó, này em đổ lên bị giọt miếng trứng lau. Nấu ăn là đổ xuống là lau liền. Xíu nữa nó khô lại khó lau. Đó. Đây, cả nhà thấy đẹp không? Nhà thấy đẹp không? Đó, mình để cái hình này cho nó đều đều. Đó, cho nó đều ra xíu này, nó ra cho nó đẹp. Đó, nhìn là muốn ăn rồi đó cả nhà. Hấp dẫn quá đi thôi. Đó, mình lấy cái đũa này, mình chọt chọt vậy đó, cho cái dưới đáy nó không có xích. Trời ơi, hấp dẫn quá đi thôi. Đó. Đây. Đó, cả nhà làm món này cứ để cho nó chín tự nhiên vậy á, không cần đầy đâu. Đó, mình để vậy cái hình lá nó xanh lên rất là đẹp. Mình đừng có đầy nắp gì hết á, mình cứ để vậy. Đó. Hấp dẫn quá cả nhà ơi. Nhìn là muốn ăn rồi. Sắp được rồi. Đó, cả nhà cứ riu riu lửa cho nó ngon. Làm cái món này là ăn trứng nó không bị khô nè, cà chua thì vẫn còn cái đồ giòn nè, xuất sắc. Đã chín rồi, cả nhà nhìn ngon không? Đây, để em làm cho cả nhà coi nè. Trời ơi, cày một miếng đây là nó mịn màng luôn. Đó, rất là ngon luôn. Mới thử miếng sơ sơ mà nó tuyệt. Bây giờ em sẽ tắt ga và bưng xuống đi thưởng thức cho cả nhà cùng xem nha. Cả nhà ơi, em tính để trứng ra cái dĩa này nè cho nó đẹp. Nhưng mà bây giờ em để cả cái chảo này lên đây luôn. Đó, để em thưởng thức cho cả nhà cùng xem cho nó tiện. Đó, bây giờ mình sẽ thưởng thức một miếng thôi. Đây, em sẽ lấy cái miếng mà có cà chua nè.
Đó, có cà chua này cho cả nhà cùng xem nha. Ngon lắm luôn à. Trứng nó vẫn giữ được cái độ mịn của trứng này, cà chua này. Đó, lấy hai thứ. Đó. Thêm miếng trứng nữa. Đây. Nó chua chua. Béo ngậy của trứng hòa quyện vào, trứng thì nó mềm mịn, không có bị khô. Làm theo cách này ăn rất là tuyệt luôn cả nhà. Có hành lá vào nữa. Thơm phức luôn cả nhà ơi. Cả nhà làm đi nha. Ngon lắm các bạn ơi. Đó. Các bạn thấy hay thì ủng hộ cho Minh Phượng một nút đăng ký nha. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.